Chẳng riêng gì ông Bảy mà đa số những người Việt già quen biết ai cũng sợ nằm ở Mỹ. Thứ nhất là giá đất ở các nghĩa trang tư nhân khá là đắt, từ 5.000 cho đến 7.000 một huyệt, tùy theo vị trí. Còn nếu nhờ nhà đòn lo trọn gói thì tối thiểu cũng hết là 20.000 nếu đặt bia nằm và 25.000 nếu là bia đứng. Vậy thì người Việt chết ở Mỹ muốn chôn ở quê nhà thì có dễ hay là không? Nếu muốn đem thi hài người quá cố về Việt Nam, tang chủ có hai sự lựa chọn. Một là nhà đòn chúng tôi sẽ lo liệu tất cả mọi giấy tờ cần thiết ở Mỹ và ở Việt Nam. Thi hài sẽ được đối tác của chúng tôi ở Việt Nam và đưa về tận nhà. Hai là chúng tôi chỉ làm thủ tục bên Mỹ, đưa thi hài về đến sân bay Tân Sơn Nhất chẳng hạn. Nhưng gia đình phải làm đơn xin nhận thi hài do chính quyền Việt Nam đóng dấu, ký tên chấp thuận rồi chuyển cho. Sau khoảng 2 tuần thì họ ra sân bay nhận xác, còn đưa đi đâu, bằng phương tiện gì thì đó là chuyện của họ. Ông chủ của nhà đòn An Lạc cho biết như vậy. Thế là ông Bảy chết sau 24 ngày nằm tại trung tâm y tế Western, thành phố Santa Ana ở quận Cam, Orange County, thuộc tiểu bang California, Mỹ, vì bị đa chấn thương trong một tai nạn giao thông. Qua Mỹ đã hơn 30 năm, vợ chồng ông làm lụng vất vả để nuôi 4 đứa con ăn học thành người. Lúc nghỉ hưu, trong những bữa cơm gia đình, thỉnh thoảng ông vẫn nói với các con: mai này mà ba chết, tụi bay nhớ đưa ba về Việt Nam, chứ đừng chôn ba ở Mỹ. Hải, đứa con lớn của ông, lắc đầu: ba nằm đây để tụi con còn sớm hôm nhang khói, chứ đưa ba về đến bển thì biết mấy năm tụi con mới viếng mộ ba được một lần. Vì con gái, ông tiếp lời: mai mốt lỡ má có đi thì để má ở cạnh ba luôn, chứ mỗi người một nơi, tụi con sao yên lòng được. Ông Bảy cười: má mày cũng đưa về luôn, chôn cạnh hai bên nội ngoại. Chẳng riêng gì ông Bảy mà đa số những người Việt già quen biết với tôi thì ai cũng sợ nằm ở Mỹ. Thứ nhất là giá đất ở các nghĩa trang tư nhân khá là đắt, một huyệt mộ tùy theo vị trí, còn nếu nhờ nhà đòn lo trọn gói thì cũng không hề rẻ. Với những người ít tiền không đủ khả năng đưa thi hài về Việt Nam chôn cất thì sự lựa chọn của họ là nghĩa trang nhà nước dành cho cư dân quận Cam, cách chợ Phước Lộc Thọ khoảng 20 phút chạy xe. Giá đất ở đó mỗi lô chỉ là 1.900, cùng với tiền mai táng thì chi phí các thứ tổng cộng cũng khoảng là 6.600 đồng. Trường hợp thân nhân muốn hỏa thiêu thì tiền mua quan tài, hũ đựng cho cốt và giấy tờ chứng nhận hết khoảng 4.000 đồng. Thứ hai là nếu như là ở Việt Nam, không khí đám ma thường là ấm cúng bởi bạn bè thân thuộc, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng đến viếng, người này nối tiếp người kia, lại thêm phường kèn bát âm, dàn nhạc tây tò, te tí te, chất bùm bùm rồi lại nở khuya. Khi khách đã vãn thì tang chủ bao giờ cũng có vài món gì đó như là đĩa gỏi gà, nồi cháo vịt hoặc là bánh hỏi thịt quay, để mà bạn bè bằng hữu ngồi nhâm nhi với vài xì rượu. Thì ở Mỹ hầu như là mọi thứ chỉ tập trung ra nghĩa địa để mà tiễn biệt lần cuối, đó là xong. Chưa kể khi thi hài đưa về nhà đòn chờ khâm liệm thì nằm ở đó cô đơn lạnh lẽo một mình. 4 tiếng sau khi ông Bảy mất, Hải điện thoại cho tôi, nguyện vọng của ba con là muốn được đưa về Sài Gòn, chôn trong nghĩa trang chung với ông nội, bà nội. Chú rành việc này, chú giúp tụi con với. Tôi đáp: được rồi, để chú hỏi nhà tang lễ Thiên Môn thử coi. Họ có dịch vụ đưa xác về Việt Nam, nhưng đã có giấy chứng tử của bác sĩ chưa? Dạ có rồi chú. Đâu chừng 4 tiếng sau thì theo lời Hải thì nhà đòn Thiên Môn cử người tới, đưa xác ông Bảy về tắm rửa khâm liệm. Hải nói: họ cho biết là họ sẽ tiến hành làm thủ tục xin visa cho ba con ở bên này, đồng thời liên lạc với đối tác là một cơ sở dịch vụ mai táng ở Việt Nam, đón ba con từ sân bay đưa về quàn tại nhà ông bà nội. Riêng phía bên con thì con phải nói chú con ở Việt Nam, xin chính quyền giấy phép cho nhận xác rồi gửi cho họ. Khi đã có đủ những loại giấy tờ ấy thì họ sẽ cho gia đình con biết là ba con bay chuyến nào và hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc mấy giờ và ngày nào. Thiên Môn chỉ là một trong những cơ sở dịch vụ tang lễ của người Việt ở Santa Ana ở quận Cam, bang California. Anh Tuấn, chủ cơ sở này, cho biết anh đến Mỹ từ khi còn rất nhỏ. Em đã từng trải qua nhiều nghề, nhưng rồi em nghiệm ra rằng phần lớn người Việt già cả sống ở trên đất Mỹ
đều mong muốn khi mãn phần được đưa về Việt Nam chôn cất. Trước lúc mở ra cơ sở Thiên Môn, Tuấn bỏ thời gian tìm hiểu trong sách vở cũng như là qua những người lớn tuổi có kinh nghiệm về cách tổ chức tang lễ theo phong tục truyền thống của người Việt, từ cách tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm cho tử thi, cho đến việc khâm liệm, giờ giấc, động quan, di quan. Nếu người quá cố theo đạo Thiên Chúa thì tụi em mời linh mục đến đọc kinh, làm lễ. Còn người theo đạo Phật thì tụi em lo luôn việc mời thầy tụng niệm. Tôi hỏi giá cả thì sao? Tuấn đáp, dĩ nhiên là phù hợp với túi tiền của người Việt. Chị Thuận, cư dân ở Santana nói, năm ngoái má em mất nhờ nhà quan Thiên Môn nên má em được đưa về chôn cất ở Biên Hòa. Cả gia đình đều mãn nguyện. Sống trên đất Mỹ, từ những năm 1985 trở về trước, mỗi khi trong nhà có người qua đời thì việc mai táng đối với người Việt cả là một vấn đề vừa nhiêu khê lại vừa tốn kém. Ông Long, nhà ở Grand Road cho biết, người Mỹ hầu như là không có tập tục tổ chức tang ma như là người Việt. Nếu gia đình có thân nhân qua đời thì họ phó thác mọi sự cho nhà đòn, từ việc tắm rửa khâm liệm cho đến việc chọn đất ở nghĩa trang, lễ nghi chôn cất. Mà giá của dịch vụ này đâu phải rẻ, từ 20.000 cho đến 25.000. Nên chả thế mà một ông người Việt xấp xỉ tám bó sau khi rảo qua một vòng các nhà đòn. Ông vừa nói với vợ con rằng đắt quá, kiểu này chắc tôi khoan chết, đợi khi nào giá hạ thì chết cũng được. Có gia đình khi thân nhân chết và vì thói quen tập tục như ở quê nhà, họ mua hòm quàn người chết trong nhà. Không có phường kèn bát âm thì họ mướn một đội múa lân, rồi mỗi khi bạn bè đến viếng, trống cái trống con, thanh lan não bạt gõ lung tung sèn, chỉ thiếu cái là đầu lân và ông địa mà thôi. Bữa trước bữa sau, cảnh sát đến lập biên bản và yêu cầu tang chủ phải đưa linh cữu vào nhà tang lễ vì hàng xóm gọi điện cho 911, than phiền là ô nhiễm môi trường, lại thêm đinh tai điếc óc vì dàn múa lân chơi hết công suất. Ông Long nói tiếp, thế nên nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều người Việt chọn cách hỏa thiêu cho gọn. Thiêu xong cho cốt đem gửi vào chùa hoặc là đem về nhà, lập bàn thờ ngày đêm hương khói. Tuy nhiên cũng có những trường hợp do nguyện vọng của người quá cố là muốn được nằm ở Việt Nam, nên khi thiêu xong, vài tháng sau khi con cái ôm bình cho về, nhưng khi ra sân bay, bộ phận kiểm dịch Mỹ yêu cầu phải bỏ lại vì trong lúc tang ra bối rối, họ quên không cầm theo giấy chứng nhận của lò thiêu. Chị Nghĩa ở Huntington Beach có chồng chết khi mang cho về Việt Nam đã rơi vào hoàn cảnh này. Chị kể là hai đứa con đưa tôi vào tới cửa khu cách ly thì tụi nó về đi học. Lúc kiểm dịch yêu cầu tôi phải xuất trình giấy chứng nhận của lò thiêu thì mới hay là tôi để quên ở nhà. Khi đó nếu bỏ hũ cho lại thì chắc chắn chồng tôi sẽ vào thùng rác. Còn tôi về là để mang chồng tôi về. Nay không mang được thì về làm gì? Điện thoại cho hai đứa con nhưng thời gian tụi nó tới nhà lấy chứng nhận rồi quay lại sân bay thì đã trễ giờ, nên tôi đành đặt vé lại và bay chuyến khác. Đến khoảng giữa năm 1985, một số dịch vụ mai táng người Việt ở Santana mới bắt đầu ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu của người Việt, mà thật đầu do một nhóm người Hoa làm chủ. Dần dà người Việt cũng nhập cuộc, mà hiện tại, ngoài cơ sở Thiên Môn Santana còn có hai nơi nữa, đó là nhà quan An Lạc và nhà quan Peak Funeral Home, cùng một vài cơ sở nhỏ lẻ. Cô Linda Trần, quản lý của nhà quan Peak Funeral Home, nằm trên đường Bosa, giải thích những thủ tục pháp lý nếu muốn đưa thi hài người quá cố về Việt Nam. Sống ở Mỹ, cái chết của mỗi con người phải được chứng nhận rõ ràng vì nó liên quan đến luật pháp, đến y tế. Vì vậy, việc đầu tiên là gia đình người quá cố phải có được tờ giấy chứng nhận các bác sĩ về cái chết của người thân của mình, rồi mới tính đến chuyện tiếp theo. Vẫn theo cô Linda Trần, sau khi có được tấm giấy chứng tử cũng như là giấy đồng ý cho phép nhận xác của cơ quan chức năng Việt Nam, nhà quan sẽ tiến hành khâm liệm theo đúng giờ giấc tang chủ yêu cầu. Thi hài sẽ được xử lý bằng hóa chất có tác dụng trong khoảng nửa tháng để tránh trương sình, phân hủy. Bước tiếp theo, thi hài được đặt vào một quan tài bằng gỗ. Mặt trên chia làm đôi, có lắp bản lề như cánh cửa sổ để thân nhân ở Việt Nam dễ dàng mở ra, nhìn thấy người thân lần cuối, còn bên ngoài là một quan tài khác bằng kẽm, hàn kín. Ông Khang Lê, chủ nhà đòn An Lạc cho biết, nếu muốn đem thi hài người quá cố về Việt Nam, tang chủ có hai sự lựa chọn.
Một là nhà đòn chúng tôi sẽ lo liệu tất cả mọi giấy tờ cần thiết ở Mỹ và ở Việt Nam. Thứ hai sẽ được đối tác của chúng tôi ở Việt Nam đưa về tận nhà. Hai là chúng tôi chỉ làm thủ tục bên Mỹ, đưa thi hài về đến sân bay Tân Sơn Nhất chẳng hạn. Nhưng gia đình phải làm đơn xin nhận thi hài do chính quyền Việt Nam đóng dấu, ký tên chấp thuận, rồi chuyển cho chúng tôi. Sau khoảng 2 tuần thì họ ra sân bay nhận xác, còn đâu đưa đi đâu thì bằng phương tiện gì, thì đó là tùy gia đình của mỗi người. Cô Linda Trần nói, chúng tôi liên hệ với một đối tác là một dịch vụ mai táng ở Sài Gòn hoặc Nha Trang, Đà Nẵng hay Hà Nội, là những nơi có đường bay quốc tế để mà thông báo giờ giấc máy bay hạ cánh. Cơ sở này sẽ tiếp nhận quan tài rồi đưa về địa phương bằng ô tô. Anh Dũng ở thành phố Anaheim cho biết, thi hài mẹ tôi được nhà quan Peak Funeral Home đưa về Sài Gòn bằng máy bay chuyên chở hàng hóa của hãng hàng không Thái Lan. Trước đó, nhà đòn đã báo cho thân nhân của tôi ở Cần Thơ biết giờ giấc máy bay hạ cánh. Lúc máy bay bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, người của dịch vụ mai táng Long Thọ tại Sài Gòn đã chờ sẵn rồi dùng xe đưa má tôi cùng thân nhân về đến tận nhà. Lúc tới nhà, thân nhân anh Dũng tháo lớp hồng kém ra để mọi người nhìn mặt má anh lần cuối, rồi hai hôm sau mới tiến hành chôn cất. Chuyện má anh Dũng về quê xem như là xuôi chèo mát mái, chứ có trường hợp tăng chủ gặp phải những chuyện nhiêu khề. Đó là trường hợp ông Thà, ba của một người bạn tôi vào nhà thương vì hội chứng tắc nghẽn phế quản phổi COPD, mà nguyên nhân là do ông hút thuốc lá nhiều quá. Thế nhưng khi chết, ông lại chết vì nhồi máu cơ tim. Ác thay là ông bác sĩ trực tiếp theo dõi điều trị cho ông Thà từ hơn chục năm nay lại đi nghỉ hè 2 ngày trước khi ông mất, nên xác của ông phải quàn trong nhà lạnh suốt 3 tuần. Lúc ông bác sĩ kia về thì tử thi ông Thà lại còn bị mổ ra để mà xác định nguyên nhân tử vong, rồi bác sĩ mới ký giấy. Anh bạn tôi nói là từ lúc ba tôi chết đến khi chôn cất tại Cam Lộ, Quảng Trị thì mất hết 5 tuần lễ. Tôi hỏi là chi phí cho hai sự lựa chọn để làm tang lễ hoặc là đưa thi hài về là khoảng bao nhiêu? Thì ông Khang Lê, chủ nhà đòn An Lạc cho biết. Với trường hợp thứ nhất thì chúng tôi tính chọn gói là 15.000, nhưng cũng có thể cao hơn tùy vào loại quan tài mà tăng chủ muốn. Còn trường hợp thứ hai, đó là lo thủ tục từ A đến Z và đưa thi hài về đến sân bay Tân Sơn Nhất và đưa về tận nhà thì có giá là 17.000 hoặc hơn một chút tùy theo dịch vụ, cũng như là hòm họ muốn loại chất liệu gì. Hai tuần sau, vào trưa thứ sáu, tôi đưa Hải cùng một đứa em của cậu ra sân bay về Việt Nam để mà chuẩn bị đón quan tài ông Bảy sẽ về vào chiều ngày thứ ba. Và mặc dù nếu chết rồi hỏa thiêu và gửi cho cốt về Việt Nam, theo đường bưu điện thì chỉ tốn có 100 đồng. Nhưng tất cả những cụ ông, cụ bà Santana mà tôi đã từng gặp gỡ thì ai cũng muốn mình về với thân xác vẹn toàn. Hơn nữa, mong muốn khi chết được nằm cạnh người thân, lá rụng về cội, nên chẳng ai muốn chọn đất Mỹ làm nơi yên nghỉ đời đời. Bà Chín Huê năm nay 77 tuổi, móm mém nói với tôi, ta thấy tụi Mỹ đâu có dỗ bái gì đâu, lâu lâu nó ra nghĩa trang, đặt bó hoa, thắp cây đèn cầy là xong. Mấy đứa con tao giờ sống theo lối Mỹ, nên tao sợ là tụi nó bắt trước, mà tao thì không ăn được đèn cầy. Khi người Mỹ hiến xác cho khoa học, không ai có thể ngờ là những thi thể đó bị sử dụng cho mục đích thương mại. Hãng tin Reuters đã phát hiện xác chết và các bộ phận cơ thể của người bị xẻ ra và mua bán tự do trên thị trường. Tại các nhà tang lễ ở thành phố Las Vegas, những gia đình có người thân qua đời có thể tìm thấy tờ rơi quảng cáo của Southern Nevada Donor Services, một công ty dịch vụ hứa hẹn là có thể giúp trang trải chi phí hỏa táng. Đổi lại, họ chỉ cần đồng ý hiến xác người đã khuất cho y học. Thoạt nghe có vẻ như là nhân văn, nhưng nếu ai chịu khó tìm hiểu đến khu nhà xác đông lạnh của Southern Nevada nằm ở ngoại ô thành phố thì có lẽ họ sẽ nghĩ mình đang chìm trong một cơn ác mộng. Ở đó không có niềm an ủi nào cho người còn sống lẫn người đã khuất. Mùa thu năm 2015, những người láng giềng ở khu ngoại ô Las Vegas đã than phiền về mùi hôi bí ẩn và những chiếc hộp dính đầy máu ở bãi rác. Đến tháng 12,
một người nào đó đã gọi điện báo cho chính quyền về những hoạt động lạ trong một nhà kho gần đó. Có mặt tại hiện trường, các thanh tra chứng kiến một người đàn ông mặc trang phục y tế, cầm trên tay vòi nước tưới cây. Ông ta đang phun nước rã đông một phần thân người ngay dưới cái nắng giữa trưa. Nước phun tới đâu, mô và máu từ phần thân người tách rời ra, trôi theo dòng nước xuống cống. Nước đó chảy ngang qua một dãy cửa hàng, băng qua con đường gần một trường học. Báo cáo của chính quyền mô tả lại như vậy. Người ta sau đó phát hiện ra Southern Leverer là một công ty môi giới thi thể. Họ mua lại xác chết dành cho khoa học, xẻ ra thành từng bộ phận, rồi bán chúng cho các nhà nghiên cứu, bác sĩ, các tổ chức giáo dục và bất cứ ai có nhu cầu. Phần thân người đang rã đông bị phát hiện vào một ngày tháng 12 năm 2015 chính là để chuẩn bị bán cho một ai đó. Mỗi năm hàng ngàn người Mỹ hiến xác cho khoa học, hay đó là những gì họ tin. Trên thực tế, nhiều người không hề biết các công ty, tổ chức như là Southern Nevada rao bán thi thể như là món hàng hóa. Thị trường này ở Mỹ gần như là không bị kiểm soát. Tình trạng hiện tại là ai nấy muốn làm gì thì làm. Chúng ta đang chứng kiến những vấn đề tương tự như tình trạng cướp mộ nhiều thế kỷ trước. Tôi không biết mình diễn tả đủ mạnh không, nhưng những gì họ đang làm là kiếm tiền từ việc buôn bán xác con người. Bà Angela MacArthur, người phụ trách chương trình hiến xác thuộc Đại học Minnesota. Theo điều tra của hãng tin Reuters, mô hình kinh doanh này dựa vào nguồn cung mở dồi dào và miễn phí thi thể, chủ yếu đến từ tầng lớp người nghèo. Đổi lại thi thể, các tay trung gian hỏa táng một phần xác người hiến miễn phí. Họ thường đưa ra đề nghị này với các gia đình thu nhập thấp. Nhiều người trong đó vốn đã cạn kiệt tiền bạc sau khi lo chi phí chăm sóc y tế cho người thân và không thể tổ chức tang lễ một cách bình thường. Những người có khả năng tài chính được quyền chọn cách an táng người thân, nhưng nếu không có tiền, họ có thể chỉ còn giải pháp cuối cùng, đó là hiến xác. Ông John Vanderkow, người hoạt động tình nguyện trong một nhà tế bần, giải thích: luật lệ ít đồng nghĩa với hình phạt nhẹ khi các thi thể bị đối xử thiếu tôn trọng. Trong vụ Southern Nevada, nhà chức trách chỉ có thể gửi một cảnh cáo về hành vi gây ô nhiễm đến người công nhân đó. Khi bị nhà báo chất vấn, ông Joe Colagio, ông chủ của Southern Nevada, đã tỏ ra hối tiếc về sự việc. Bản thân ông thừa nhận ngành công nghiệp này cần phải được quản lý để giúp người hiến xác, người trung gian và các nhà nghiên cứu có được sự bình an. Thành thật mà nói, tôi nghĩ cần phải có quy định, vẫn còn tồn tại quá nhiều vùng xám, ông Joe Colagio thừa nhận. Vài tháng sau vụ việc, Southern Nevada giải thể trên đống nợ nần, còn ông chủ Colagio chuyển sang nghề buôn xe hơi. Các công ty môi giới thi thể tự nhận mình là ngân hàng mô không cấy ghép, chúng khác với nội tạng và mô của ngành công nghiệp ghép tạng, vốn được chính phủ Mỹ quản lý khá là chặt. Bán tim, bán thận để ghép tạng là bất hợp pháp, nhưng không có luật nào cấm việc mua bán bộ phận cơ thể dùng để nghiên cứu và giáo dục. Gần như là tất cả mọi người, bất kể chuyên môn ra sao, đều có thể xẻ thi thể ra và bán các bộ phận. Trung bình một tay trung gian có thể bán xác được hiến với giá là từ 3.000 cho đến 5.000 đô la và đôi khi lên đến 10.000. Nhưng thường thì họ sẽ chia xác ra làm 6 phần tùy theo nhu cầu của khách hàng. Giá bán lẻ thì thường là 3.575 đô la cho phần thân với hai chân, 500 đô cho phần đầu và 350 đô cho bàn chân, 300 đô cho xương sống, vân vân. Ông Harold Dealer làm nghề trà bóng bồn tắm và mặt bàn cùng với người em trai ở thành phố Albuquerque thuộc tiểu bang New Mexico. Một ngày sau lễ tạ ơn năm 2009, bác sĩ chẩn đoán là ông mắc ung thư giai đoạn cuối. Ông ấy chỉ mới 56 tuổi, trẻ, khỏe mạnh và có cuộc sống tuyệt vời. Và chỉ sau một đêm mọi thứ đã kết thúc. Ông ấy muốn thực hiện hành động hy sinh cuối cùng trước khi chết và đã quyết định hiến xác. Cô Farah Fasold, con gái của ông Diller, kể lại: khi ông Diller chút hơi thở cuối cùng, nhân viên công ty môi giới thi thể BioCare đến nhà họ và đọc nguyên bài diễn văn cảm động. Món quà rộng lượng của ông ấy cho khoa học sẽ giúp ích cho sinh viên y khoa, bác sĩ và các nhà nghiên cứu và vân vân. Tuy nhiên, COVID show bắt đầu đâm ra ngờ vực sau nhiều tuần lễ BioCare trễ hẹn bàn giao cho cốt của cha cô. Đến khi nhận được, cô cảm thấy đó không phải là cho cốt vì nó trông giống là cát,
Không may là cô đã đoán đúng. Tháng 4 năm 2010, Coverdale được chính quyền thông báo cái đầu của cha cô nằm trong số nhiều bộ phận thi thể được tìm thấy tại một lò đốt y tế. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết Burkhead là công ty chuyên kinh doanh thi thể người. Tôi hoàn toàn hoảng loạn, chúng tôi chắc không bao giờ đăng ký nếu họ nói đến chuyện mua bán đó. Không đời nào, đó không phải là những gì cha tôi muốn, cô Farrah Fisher, con gái của một người quá cố, bị lừa hiến xác. Trong nhà kho của Biocare, nhà chức trách đã phát hiện 127 bộ phận cơ thể thuộc về 45 người khác nhau. Tất cả chúng dường như là đã bị xẻ ra bằng một dụng cụ thô sơ, như chiếc cưa máy, một thám tử cảnh sát mô tả lại trong lời khai. Ông Paul Montano, ông chủ của Biocare, bị khởi tố tội lừa đảo nhưng một mực chối bỏ. Các công tố viên sau đó phải rút lại cáo trạng vì họ không chứng minh được hành vi lừa đảo hay tội ác. Đơn giản là vì không có luật liên bang nào quy định việc xử lý xác hiến tặng hoặc là bảo vệ người thân của người hiến xác. Bối rối và tức giận, Coverdale được gọi điện cho bà Carrie Vandenberg, viên quận Vernier, để chất vấn. Nhưng vị quan chức cũng tỏ ra bất lực. Những gì xảy ra quá kinh khủng, nhưng luật New Mexico không đề cập đến hoạt động này, và công tố viên tỏ ra bất lực như vậy. Cuối cùng, nhà chức trách chỉ có thể thu hồi lại các phần thi thể của Jaco và Sold để gia đình hỏa táng đàng hoàng. Một số được tìm thấy ở lò đốt, còn số khác thì ở cơ sở của Biocare. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.